chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tiết ở trên mây. Hoặc cho những ai lần đầu xem mình thì mình là Quỳnh và mình hiện đang sinh sống tại Hà Lan. Vừa rồi thì mình vừa có chuyến quay trở lại thăm Việt Nam và mình còn đi chơi cả Thái Lan nữa. Thật ra là mình cũng đã từ Thái Lan bay về Hà Lan được khoảng 1 tuần rồi. Thế nhưng mà chưa kịp quen múi giờ thì mình đã lại có cơ hội được bay sang Singapore để làm một thứ cũng khá là đặc biệt nữa. Thế nên là chúng mình lại có vlog để xem đây. Đi cùng mình nhé. Singapore ở đây mọi người biết gì không? Mình vừa mới nôn xong. Chứ vừa đi máy bay mà nôn luôn ý. Bây giờ thì mình đã không biết là mình sẽ phải đi đâu nữa. Tại vì chưa tới giờ check in. Chắc là mình sẽ đi đổ tiền mọi người ạ. Tại vì không có một đồng tiền nào trong người hết. Hình như tại dạo này bay nhiều quá hay sao ấy, nên mình hơi bị mệt sau cái chuyến bay này. Thế nên là mình phải mất tầm 30 phút một tiếng cứ đi loanh quanh ở cái sân bay này. Kiểu đầu mình nó cứ bị mụ mị ấy. Thế nhưng mà thực sự là mình cảm thấy siêu may mắn. Tại vì cái lúc mà mình đến ý thì lại là lúc mà cái thác nước nổi tiếng ở cái sân bay Changi này nó bắt đầu đổ nước xuống. Nên là mình sẽ có cơ hội được chứng kiến khoảnh khắc đấy. Đây operates from 11 giờ đến 10 giờ tối. Và bây giờ là 10 giờ 53 phút rồi. Focus đi nào. Nên là mình sẽ bắt được cái cảnh mà nó sẽ đổ nước xuống. Mọi người thấy. Oh my god, oh my god. Xong mà tự dưng thấy cũng tỉnh cả người, thấy cũng bắt đầu hào hứng hơn một chút. Ê nhưng mà cũng hay cực, kiểu lúc mình đến mình book cái Uber này để về khách sạn thì cái biển số xe của anh lái Uber này nó lại đúng là ngày sinh nhật của mình ý, trời ơi. Xong rồi mình nghĩ là uầy, kiểu chỉ là những chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ là hình như tín hiệu từ vũ trụ đang gửi tới mình bảo là mình cố lên, đừng có sập nha. Nhưng mà mình đã sập. Phải công nhận đây là lần bị jet lag mạnh nhất mà mình từng gặp từ trước đến giờ luôn ấy. Chưa bao giờ mình cảm thấy kiệt quệ năng lượng như thế này. Thế nên là sau khi mà nhận phòng một cái là mình đã ngủ suốt một giấc dài. Ngủ đến tận 3 giờ chiều luôn. Bảo sao mở mắt dậy một phát là mình thấy siêu đói. Cộng với cả cái việc mình đã nôn hết đống thức ăn ở trong bụng ra nữa. Thế cho nên bây giờ chúng mình sẽ ăn cái gì đấy thật là kiểu thức ăn cho người ốm nhá. Thật ra là đáng nhẽ ngày mai mình mới tới Singapore cơ, nhưng mà mình đã quyết định đến sớm hơn một ngày. Tại vì mình biết kiểu gì mình cũng bị jet lag ấy và sẽ bị rất là vật vờ. Thế nên là mình đã đến sớm hơn để có thể có thời gian mà hồi phục lại sức lực. Kia chính là thứ tôi muốn ăn. Bữa ăn đầu tiên chính là nó, trông rất là đơn giản thôi nhưng mà Thank you.
than exhaust. Thật ra là lần này đến Singapore thì mình ngoài cái việc quan trọng mình cần làm đấy ra thì mình cũng không có một cái dự định gì hay là có một cái mường tượng trước gì về thành phố này hết. Thế nên là mọi thứ mình cũng sẽ làm rất là ngẫu hứng và chiêu chiêu thôi. Với tâm thế là khi mà mình không kỳ vọng nhiều thì nó sẽ có nhiều thứ bất ngờ và thú vị xảy ra. Tối hôm đấy thì mình có được qua Garden by the Bay, là một cái chỗ mà mọi người bảo nhất định phải đến khi mà đến Singapore ấy. Nhưng mà phải công nhận là đến đây một cái mình mới nhận ra thật sự Singapore rất là công nghệ cao, rất là tương lai ấy. Trời ơi, nhất là mấy cái trung tâm thương mại phải nói là siêu hoành tráng luôn. Bên trong có nguyên một cái dòng sông ở giữa trung tâm thương mại, trời đất. Mình đã tới khách sạn mới. Chọn người xem. Đấy, nó phải như thế này chứ đúng không? Đẳng cấp khác. Wow. Ai nhìn như Harry thế này? Wow. Ôi siêu sao Hàn Quốc. Trời ơi. Em cũng đi du học. Một người ở Đức. Em cũng đi du học trường trường gì nhở? Green Academy. Đúng rồi, em đúng rồi. Sinh. Bắt tay chào bạn cùng lớp nhá. Ôi, đi chơi đi. Đi. Em ơi, giả chân thật sự mình gặp nhau từ hôm qua rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi một cái gọi là gì nhỉ? Hawker. Đây là Maxwell cũng khá là nổi tiếng. Nãy giờ thấy rất là nhiều các bạn cùng lớp khác người Ấn Độ cũng đi xe có biển ngạc nghe đến. Cảm giác ở đây giống Hàn nhỉ? Cái khu tàu ngầm ấy. Tại vì đến tận buổi chiều mới được nhận phòng cô nên trước mắt thì chúng mình sẽ đi ăn đã. Sau một ngày rưỡi bỡ ngỡ thì mình nhận ra là để đi được các phương tiện giao thông công cộng ở Singapore thì mọi người cũng không cần phải mua cái thẻ đi lại đâu. Nó sẽ phù hợp hơn đối với ai mà kiểu ở đây lâu dài ấy. Còn bọn mình chỉ đi có vài ngày thôi thì chỉ cần dùng thẻ Visa hoặc là Apple Pay là được, siêu tiện. Một điều đặc trưng mà mình thấy ở Singapore là có siêu nhiều mấy cái food center thế này và ẩm thực cũng rất là đa dạng luôn nên mọi người tha hồ mà chọn. Không biết mọi người nghe thấy mình nói không nữa nhưng mà đang tản ra mình thì đang xếp hàng mua cơm gà, còn Harry với cả bạn Trần ấy thì đi mua đồ ăn về mấy thứ khác nữa. Tại vì ở đây có quá nhiều đồ ăn ấy, nên chúng mình đã định là mỗi món chỉ gọi một đĩa thôi để cùng nhau thử. Ê nhưng mà trong này nếu mà đi vào mùa mát hơn thì có vẻ là ok hơn, tại vì đi vào tầm này nóng quá. Mà trong này chỉ có quà, không có điều hòa. Cảm giác giống cái chợ ở Tây Ban Nha ấy. Thank you. One M. M. Yes. Nó nổi tiếng nha. Ba bát luôn à? Đây là mì trộn này, đây là mì nước và đây là chả cá. Ok ok. Chị quay YouTube à? Còn bảo mẹ. Anh ấy quay đâu? Chị quay TikTok, mọi người nên quay TikTok em nhé. Hơi nhạt quá. Rất nhiều món ở đây, đây là canh chả cá này, đây là mì mì khô miếng và một trái rất nhiều nước. Mọi người muốn coi cảnh ăn. Thank you.
trường đây. Các bạn cùng trường đang đến. Học sinh cùng trường đi dạy ngoài. Đổ nước không ta? Khát quá. Passport để nhập học nha mọi người. 18 rồi, chắc ta xuống. Được check in ký túc xá rồi. Chúng mình đang chuẩn bị lên phòng, nhận phòng. Ký túc xá này hơi xịn quá mọi người ạ. Hello, nhận được phòng rồi. Bây giờ mình sẽ room tour cho mọi người xem. Trời ơi, đẹp cực. Đầu tiên toàn cảnh đi vào. Bên này là khu vực nhà tắm. Đó. Mọi người trông thế này nó sẽ kiểu trông khá là lộ thiên đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể kéo cánh cửa này vào. Thế là nhà trường đã chuẩn bị cho các đồ dùng học tập đây rồi, rất là đầy đủ luôn. Wow. Và đây là chiếc giường của chúng ta. Trời ơi, mọi người biết ở đây thích nhất là gì không? Tại vì có một chiếc view bể bơi thế này này. Oh my god. Rèm tự động. Và sau khi mở rèm ra, chúng mình sẽ có một cái view như thế này. Wow. Trời đất ơi, chưa hết đâu. Ở trên này có cả tầng 2 nữa. Lên trên tầng 2 cho mọi người xem nhé. Tầng 2 chỉ có một cái sofa thế này thôi, nhưng mà cũng rất là đầy đủ tiện nghi. Từ trên cao nhìn xuống. Wow. Trường chuẩn bị cho các dụng cụ học tập. Outfit cho tối nay. Eo nữ tính quá. Hấm quốc quang. Chúng mình là những người đến sớm nhất này. Tuyên Dương, Ed, Chanel. Just tap water, it's okay. Tối nay thì sẽ là một bữa tối thân mật làm quen cùng với mọi người. Mặc dù đây là lần đầu chúng mình gặp nhau nên là còn hơi ngại một chút, nhưng mà ai cũng rất là nice và đáng yêu. Thế nên chắc ngại được có 5-10 phút. Bỏ bộ tóc rồi, bây giờ mình sẽ unbox quà của trường tặng. Wow, Quỳnh Tít. Wow, cảm ơn Queen Academy. Còn bây giờ mình sẽ đi ngủ đây, tại vì mai phải dậy lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị đi tới trường. Ngày mai bắt đầu chính thức vào học rồi, gặp 200 bạn khác. Áp lực. Sau cái sự đi gym lúc 3:30 sáng thì mình đã về nhà ngủ từ 5 giờ. Thực ra không phải ngủ, mình chỉ nhắm mắt từ 5 giờ đến 6 giờ thôi. Bây giờ thì thực ra cũng không cảm thấy mệt lắm ý.
Cũng may. Nên bây giờ mình sẽ get ready để chuẩn bị hôm nay chúng mình đi đến trường. Hôm nay sẽ là một ngày siêu dài. Đây là túi đồ dùng học tập mà trường đã phát. Thật ra từ đầu video đến giờ cứ bảo là mình đi đến trường thôi, nhưng mà nó nói nghĩa đen ra là đi sự kiện của Cạc Niêu. Thì thật ra đây cũng là sự kiện lần đầu tiên của mình, nên là mình cũng hơi bị không biết nên làm gì ấy. Nhưng hy vọng là hôm nay mọi thứ sẽ suôn sẻ. Với cả mình cũng đi với tâm thế là như là mình đi du học thật thôi. Ý là nó như một buổi trải nghiệm. Đi học đây với mọi người. Đây là outfit hoàn chỉnh. Đôi giày vừa mượn của Ngọc Khánh. Tại vì đôi của mình bận, siêu bận. Lại làm cô gái chặt bồn. Ê nhưng mà không, đeo bồn cứ sao sao á. Không vượt bị hình dáng mà. Không là thích cũng dân đấy. Tôi cũng giúp học sinh này. Cosplay. Đây, chàng trai của chúng ta, bạn cùng lớp của tôi. Outfit check. Wow. Xoay một vòng xem nào. Xoay một vòng xem nào. Được. Đúng trai Hàn luôn. Minimalism. Mọi người ở đây thật ra mới là mình ngoài đời. Nó chân dài không? Nhìn Harry đây. Úi xôi ôi. Hàn nha. Đang đứng trước cổng trường để đợi chụp ảnh tập thể. Người ơi, lớp Việt Nam mình xếp hàng chụp hình nha. Lớp Việt Nam mình xếp hàng chụp hình. Lớp Việt Nam. Nghe thân thương quá ha. Siêu đông luôn mọi người ạ. Nếu mà mọi người xem chi tiết ngày hôm nay thì mọi người có thể lên xem YouTube TikTok của mình. Còn YouTube thì review sau 15 phút học ở lớp em thì cảm thấy thế nào? Em cảm thấy em quá cao. Không phải tới ốc. Cao quá. Em cảm thấy rất là vui ạ. Rất là được. Hoặc là được gặp những người mình yêu thích. Đang đứng. Mình vậy đó mọi người, chân bị cứ bị dài á. Mọi người à, quên chưa khoe mọi người ở trên giò tàu be. Đây để quay cam sau. Ôi phát sáng. Sự kiện ngày hôm nay của Cạc Niêu là Green Academy thì chúng mình sẽ được hóa thân thành các học sinh và tới dự trường Green Academy. Đến trường rồi mới thấy là quy mô của sự kiện hôm nay siêu hoành tráng luôn. Phải có đến vài trăm bạn học sinh từ khắp nơi ở Đông Nam Á. Mình còn nhìn thấy rất là nhiều người mà mình đã từng thấy ở trên YouTube nữa, trời ơi. Sự kiện của Cạc Niêu lần này là sự kiện đầu tiên mà mình được ra nước ngoài và cũng là sự kiện hoành tráng nhất mà mình đã từng được đi. Nên là thật ra lúc đầu mình cũng hơi bị ngợp một xíu, nhưng mà sau một hồi thì mình cũng đã hấp thụ được năng lượng của mọi người và năng lượng của sự kiện. Nên là cảm thấy siêu vui và háo hức. Cũng may là lần này mình có Harry đồng hành nữa, nên là hai chị em kiểu có nhau mỗi lúc mỗi nơi, nên là không bị cảm thấy bơ vơ. Chúng mình đang đi từng booth của bên Cạc Niêu để có thể tìm hiểu về các dòng sản phẩm, từng dòng sản phẩm riêng ấy. Now these kind of gestures are not good for skin. Mình cũng cảm thấy rất là ấn tượng và được truyền cảm hứng bởi sứ mệnh của Cạc Niêu là không chỉ mang lại những sản phẩm skincare phù hợp với làn da Đông Nam Á mà hãng cũng rất là quan tâm tới các vấn đề của môi trường. Đấy cho nên là cái màu chủ đạo và cái theme của hôm nay cũng là green ấy, cái màu xanh ấy. Hi. This is Amelia. I'm from India. Yay. I really like her outfit. It's on yeah, the theme. Yeah, she also looking so cute. We're back in college, back in university days. Nice Thank to meet you. You so much. Nice to meet you too. Tôi bỏ cuộc. Chắc đây là H2O rồi. Ừ, H2O đây. Hô đây. Ôi, ôi. Bây giờ thì đi về thôi. Chào đi. Vừa về nhà, cởi bỏ hết tất cả và tự dưng nhìn thấy trên giường khách sạn đã dọn giường cho để bạn Miffy nằm một mình ở đây.
Ở nhà ngoan không? Xuống nhá, được ở phòng cả ngày. Người ta thì phải đi làm quật quật. Lúc cho ngày hôm nay. Hôm nay sẽ là buổi graduation party cho nên là mình đã mặc lồng lộn lên. Nhưng mà không cần hình ảnh này một chút nào cho mọi người xem nhé. Oh my god, nhìn váy của tôi đây. Váy chỉ dài một sải tay. Thật là lạ lắm. Đằng sau còn có nơ nữa cho mọi người xem. Tí nữa chúng mình sẽ đi ăn tối ở một chỗ có thể nhìn thấy được hoàng hôn. Nên là Mi Lai. Yeah, chúng tôi đã sẵn sàng cho graduation day night. Không phải đây nữa rồi, đây là night rồi. Wow, đây là dress code màu xanh. Nhưng mà đây là xanh lá, đây là xanh min. Wow, tiểu thư là thiệt nhà đây. Là thiệt nhà một chút. Như bạn tin. Khoe ảnh đi, khoe ảnh đi. Wow. Chắc là lúc cái lúc này lên thì những tấm ảnh đã được tung ra rồi và mọi người đã được chiêm ngưỡng. Cái này mà tung ra thì mọi người thích không? Chấn động. Hiện tại là đang ở trên tầng 55 của cái tòa Ion Ultra. Đúng không nào? Ion. Ê, kiểu ai cũng dress up rất là lộn lộn ấy. Ai cũng như là đi thảm đỏ cuối cùng. Mình nghĩ thế này à, mình đã đủ lộn lộn rồi không? Không thể. Mình nghĩ là mình cứ tưởng là mình quá lắm rồi, hóa ra là không. Có những người mặc cái giống miếng. Không thôi, anh nói chứ. Không, Harry không thể. Giống chữ cá vàng. Và cứ bye. Cái lúc mà mình đang tham dự bữa tiệc này thì thực sự là mình cảm thấy siêu siêu kỳ diệu ấy. Không nghĩ là có ngày mình lại được ở đây, được mời tới tham dự một sự kiện hoành tráng thế này. Mình cứ nghĩ là chắc là mình của khoảng độ 5 năm trước sẽ cảm thấy tự hào lắm. Thật sự là siêu cảm ơn Gạc Nghe vì đã mang lại một trải nghiệm rất là tuyệt vời này. Mỗi trải nghiệm đối với mình thì mình đều rất là biết ơn. Tại vì qua đấy thì mình có thể học được thêm rất là nhiều điều và cũng phát triển thêm bản thân mình nữa. Mặc dù bản thân mình là một người hướng nội thì cái việc mà mình tiếp xúc với bên ngoài nó sẽ lấy đi của mình nhiều năng lượng hơn so với một người hướng ngoại chẳng hạn. Nhưng mà thật sự là mình đã rất là tận hưởng mọi thứ trong suốt cả chuyến đi lần này. Và thật ra đây cũng là một cơ hội để mình có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình nữa. Nên là siêu siêu biết ơn. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây với mình. Và hy vọng là trong tương lai mình có thể dẫn mọi người cùng đồng hành thêm nhiều chuyến đi nữa. Ôi, nhẹ cửa đâu. Hẹn mọi người là 3 giờ sáng hôm nay mình lại đi tập gym.